À, bác ơi, nghe nói là long qua nay đã hết đời, bây giờ mà có hết hay là còn hả bác hai? Chưa tới mà sao hết được? Chưa tới hả bác hai? Chưa tới. Bây giờ ta để chốn đất làm sự thiên một trận cuộc đời chui được thành cái gì thương cốt dục má da chia lìa ra cành đôi đó ăn cứ lạnh niệm rồi một lần vô làm ra để tới rồi mấy niệm phật mới chờ chúa tôi gì đâu mới cái phật này là chết từ vậy. Ông nói nếu ông nói lúc qua hội ở đạo người ta nói rồi việc rồi tao giờ chú hỏi người ta tôi mới nói chứ tôi chưa dám nói những cái này. Tại vì cái long ca hội ấy thì đã có sẵn rồi. Sẵn mà chưa có chưa tới hả bác hai? Dạ chưa, ông nói người ta nói hồi nãy là tiệt biêu đức cố cố tài năng kiến đắc thánh đen hồi nãy tôi nói theo đó, đó thì ông nói là bính thịnh chí đạo hạ luân ly cái liên qua hội thì cái đó ông biết là bây giờ giám thịnh lãnh tôi có nói ra. Dạ. Thì cái đoạn này tôi biết ông cái nó sẽ tới nhưng mà tới đó là rất vui coi hiền nhất dạ. Lành lẽ gì đó sẽ được bao nhiêu để dạ. Trưng thưởng cái của 20 năm sống trường sắp tới tử dạ. Sắp thì ta nói rồi bây giờ thì người ta không có để ý chứ là tới cái việc đó thì dạ. Ông đừng có đưa lên công an bắt tôi chết đâu nội dạ thưa bác hai thì Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa bác hai thì ông thánh ông có nói là long châu ớt giáp thập trần lòi ra, như vậy là long châu là phải con lộ long châu không bác hai? Dạ yeah, nói cái về mày ông châu tam châu tam châu anh nói tam châu còn cái châu đốc châu da châu thì khác, còn cái châu mà năm châu á bốn biển nó khác, còn cái châu lâm châu tự lập thôn thôi hoặc để chở ở chỗ nam ba người mới để thanh thi cho mấy người coi có không là sẽ thấy lời nói là chỗ đó là chùa công phủ anh nói cái đó là trong kim gỗ nói mình đâu có nói được mà chú biết thì chú để về coi xem ông nói cái chỗ đó là cái chỗ đại khai vì cái cảnh của ông Phật là thà là chú lát chú bưng gì đó thầy ở gì vua gì nước gì danh gì người kia rồi, nhưng mà cái chỗ đó là cái cảnh tiên tầm của Phật đó. Lá bà kể để kẻ tung quân tự cái chỗ là học thức ăn gian gì cũng diễn tả, cho nên ở kia là nhà bàn dân giáo lời lời ràng hay bảy thưa này trong cái bốn thẻ này ở trên là cái chỗ đó là Long Châu Tự Long Châu tự đại điện để cho nhân dân thương tiện tu trì. Sao có Phật cái gì rồi mà hồi đó thì ông cố bà cố rồi ông hai ông ba những cái gì hay là 12 người ta tạo thì chấp nhận giữ khi mà cái thời đã chưa tới đó thì bây giờ anh chỉ bị gì hết rồi, cho nên mới nói là tam thinh thay đổi đường vô số thành thế đại định túc lai tây giới 21-22 nè ông đâu có mất. Nhưng nếu tu đắc đạo rồi thì nói không đắc là cái việc đó là mình nói ra. Nhưng mà ông dẫn dứng ra đây vì trong này nói là hai họ căn cường tầm hướng thọ trường sanh bất lão đó thì ở trong kim cổ nói thì tu như ông thì cái đó là siêu lạc rồi vì biểu thương thì hương ông cũng được cái ánh sắc cái tiền tử lại cho vợ rồi cho con cho cháu cái phù đời đó hay là cái còn thẻ gì đó cái đó là cái gốc tích mà nói chú hỏi từ từ sau không có nói đâu vì sách vở với ông là gì giả với ông đi gì nè biết hết rồi cháu thì mấy cháu thì cháu cũng không có biết gì sách vở gì nhiều đâu bác hai tôi đâu có biết gì chạy chú hỏi là được rồi cái quan trọng ông nói vợ sương tôn nó thấy vui cả mũi cẩn thận của bạn vô số hiền đô thị mới lập làng thanh mỹ mà cái làng này thật lập hồi tâm kỹ dậu mà chung với làng là ngoài cả bác này ta thì ông nói là ở cửa thiên đường cái gì ở đó người ta diễn tả trong lẫm hay gì có núi hay có hồ cái gì đó là hồ sao kìa gom lại biến đổi kìa còn bây giờ ông nói vậy là tù chết anh bắt chuyện mũi dạ yeah.
Ông hỏi cái này ông đưa lên lại thôi, chứ đừng có nói thì nói chứ, nhưng mà phải đâu lại á, đừng có đưa. Dạ dạ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thưa bác hai, thì cũng như là ông thánh ông có nói là mê cha thời bỏ thức cha, mê bà trần thế bỏ bà Quan Âm, như thế là nó có cái nghĩa gì bác hai? Vũ nào hỏi nhiều cái câu mà người ta chắc là không ai nói nổi đâu, đâu, mà tôi không biết nữa. Nếu mê cha bỏ thức cha, mê bà trần thế bỏ bà Quan Âm, nghĩa là ông nói là tại sao vì thọ lĩnh của thức cha thì ông nói chốn nhiều môn Thế Tôn là đạo, vào đoàn thành thánh tạng, thánh đã tạo con thánh đó, ông thánh làm cố đó. Ông tên thành là ba, còn bà ba là một chuyện gì, tên thành là Phật Bà chú già cho nét, nghĩa là ứng hiện tha hai cái vị này là thôi mình tối thượng rồi. Thì bê cha thì tức như bỏ ông cố rồi, theo vậy đó, theo hồi thời kỳ đó đó. Mình nói vậy đi. Cái ngọn cờ trong bao gì đó gì người ta nói vậy, ở không vô trong đất nước mình mà mê danh lợi, mê cái gì đó thì bỏ, mà bỏ mê bà ở trần thế này thì bỏ bà Quan Âm, nói trắng trợn đi. Đây tên thành thật là chú già cháu bé, tên thành là ông Văn Công đến trước, thì hai cái vị này là bây giờ nó 21 năm nay nói mà là bữa sơn kỳ hương, đại khái là cổ tích của Phật thầy Tây An đã chữ biểu hiệu bằng dương rồi, nhưng mà ánh sắc này để giao cho ông bà truyền lại cho con cháu. Và bây giờ chỗ này là cấm bốn thẻ hoặc địa như vậy thì ông nói ảnh thế tại tiền thì cái này ông đã trường sanh bất lợi, nhưng mà ảnh thì ông biết ảnh ở đâu không, rồi cái đó hỏi ra nhà nước bắt ông chỉ ông đây ra đi rồi ông ra đó, đó là một cái chuyện mình đạo thì ông nói để giữ có cái niềm tin làm điều làm lành để sao rồi biết đổi rồi sẽ có. Bởi vì nước Việt Nam mình là đại quốc, nên là ba thập tam quốc đồng tâm lương, nghĩa là lịch sử đều ở trong cái đạo cùng ba đã có gì đó diễn tả cái cảnh xâm này rất là gần hiện tại, rất là một cái mà nước Việt Nam mình là đầu bảng các nước khác. Thì ông nói các chỗ động bây giờ là, nhưng mà chỗ Phật là em, mình ở trong này còn quay, còn ăn, rủ, rồi chơi, rồi đi tùm lum xe, chỗ này kia đó, người tu là vậy này. Còn cái người không tu thì ta cũng là tu, nói chuyện gì cũng có. Ông hỏi cái điểm này đâu có dám nói. Anh đều biết ở đây mình lần người hỏi đi chứ giờ ông thấy chữ Bửu Sơn gặp bất trong dài thì hiểu đối phải đến đời tương độ. Mà ông nói lời nào không có khi trời của mình, vì ông nói mở vô rồi đảo trời đảo Phật nguyên dính sống, thì ông diễn tả sau này mình sống là rất là an lành, quy lại chỗ nào cũng quý hết. Chứ ông nói trong cuộc đời như biển đi sông, đạo nào diễn đạo tôi không chơi rồi, nhưng mà châu chiêu tích chân dân còn khỏi ai có tài rồi, nói đó là lộ ra những cái chuyện này không có được. Ông tu thì ông để gói cho bụng cũng để danh để ông lo đi, chứ ngồi nói là lên cái này là tôi chịu nổi đâu, bị bắt chết à. Không sao đâu bác hai ơi, như mình chia sẻ cho mọi người mà chưa được tu đó bác hai, chưa được biết á, chứ không có gì đâu bác hai, bình thường cái là tốt rồi bác hai. Bây giờ là người Việt Nam mình rất là thông minh vĩ đại lắm. Ai người ta tu là thượng đạo, tôi chỉ nói nhân đạo thôi, chứ tôi chưa dám nói thật đạo, tiên đạo, thánh đạo thôi. Tại vì tôi nhân đạo thầm thầm ra rõ, tôi gia trị vô rõ, tôi quốc dương trên mọi tài khen, tôi bố thí là quen với hết. Những cái câu mà giải thích đã nói đó, thì ông làm sao? Ta cho có tròn, có bổn phận ông làm lời đi. Rồi sau này hãy tính, tính đạo Phật, tánh hạnh của chú tu là sao đó. Mà bây giờ được công lao có cái việc là học Phật cũng chức đó. Thì còn bây giờ mình là nói cao siêu quá đâu được. Yeah. Tu thì bây giờ rất nhiều đó. Nhưng mà lượt lại ông nói cái gì đó. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thưa bác hai, thì vừa rồi bác hai nói mà tu theo quốc dương đó là cái nghĩa thì sao, mà tu theo quốc dương rồi tu theo Phật, tu theo Thánh, vậy là sao bác hai? Tu quốc dương là có gì đâu, con người mình sống đây giờ cái ngọn ra có đất nè, âm dương cấu tạo nè, thì đất nước rồi.
Nhưng mà cái này mình sống thì cũng là xung quanh này có trời có đất, nói như vậy thì trời đất đâu thì ta không thấy, nhưng mà ta cho rõ là cái pháp này gió lên tôi nói có Phật rồi. Nếu mà lượng mi thứ lượng bất quá ngũ hành gì đó là ông nói động ở chỗ đó rồi, còn bây giờ mình nói ở đây còn ra đánh đất thì đổ của chưa trước không phải phải đền cái thân mình cho được ít lợi ở trong cái trạng thế này. Dạ anh cha mẹ Phật pháp để chỉ rõ, hay là anh đồng bào này gọi là cái con đường tam giác là tất cả lần tay rồi đó. Rồi sao là có bốn cái này mình không có cái đền thì hỏi về ta có công trận thì có ăn sâu không 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 trận tu đâu cho thiền, nhưng mà mình tới về đất nước của dương mình về nội ra đất đất mình cũng đền rồi ăn chay mẹ không đền rồi rồi Phật pháp đang nói thì không nghe nữa, rồi mình hỏi như chứ mình làm sao mà không đi quốc dương quốc là gia gia là gia nước tự trước hết cho còn gì đó thì họ giải thích là đất nước quốc dương không nói đừng nói vua chúa à, cái đó là đừng có biết ao đé như mà ông đó phải có gì ông nói trong sách nói nha. Nên nước mình đã đô hộ rồi, tới thời kỳ ở bảo đại thì quốc được đâu còn vua nữa chứ đó mình cứ vua mà từ tiền sử hồi Âu Cơ là cũng gì đó, là Trần Lê Lý gì đó đều có vua hết, nhưng mà bây giờ mình là tổng thống với đại biểu ở trung ương gì đó. Như vậy ông đã bỏ cái cơ phá này đi, đừng có nói cái này không được đâu. Dạ. À, muốn đóng quốc vương là đất nước thì thị thổ đi, vậy bảo vệ đất nước. Giờ phải nó đánh nó vô nó lấy đảo của mình đó, mình không cự đó ha. cái này vừa tu là ông phải trả thân ông biết cái này, ông đừng có hỏi từng từ chỗ đó ra. Không dám đâu. Quốc vương là ông chỉ nói cái này là Phật Thầy Đà nói thôi. Dạ. Chỉ ông Phật Thầy An nói có nhiều đâu. Vì ông nói là nhà ở nước. Ông cố thì ông muốn giải thoát không? Trả hết trơn, trả hết trơn ha. Nhưng mà phải đền cái quốc vương thị thổ. Mình ở đây, sống ở đây, đồng bào xã hội mình lâm nguy. Rồi người ta vô đô hộ. Mình là ông đã đắc đạo, ông đã hiểu cho nên chạy mình phải tu là đất nước quốc vương. Đây thì thôi không ạ. Nói cái khúc đó tôi không biết nói gì nữa đâu. Anh tạo lắm. Dạ. Thôi bây giờ Phật dạ thưa bác hai. Thì còn một câu nữa thì thầy cái này là của thầy nói. Thầy nói là cũng như là cụ quyền thất tổ không thờ. Lại thờ những đạo ngọn cờ chấm phao. Vậy là ngọn cờ chấm phao là ngọn cờ gì bác hai? Con chưa biết. Ở đạo giáo thì chỉ nói cái việc này rất là phổ thịnh, nó đương là siêu việt là vấn đề này. Chưa hỏi gì chứ ông phân tích trên ngọn cờ trắng thao hồi đó ông có biết là cờ Tây như thế nào không? Nói đó là lịch sử. Hồi đó tôi năm nay 82 tuổi ha. Dạ. Tôi ở đây thì đạo hai bốn chữ Phật giáo Hòa Hợp Muôn Năm. Rồi cái cờ Tây nó có đài trắng trắng là nhà nào cũng phải treo lắm nha. Dạ. Và trong đó sao mới tới cờ Ba Sọc mới dựng lên, thì hồi đó ông nói là trong đất đường chấp pháp nhưng mà đạo giáo đã ảnh hình để ảnh hình để phồn thịnh trong đất nước của mình cho nên phải làm như vậy. Thì dặn ở ngoài mặt là mình tu mình theo đó ra chấp phao ra chứ trong bụng là mình không có chấp phao gì đó đâu. Là ý là vậy đó. Cho nên cái câu này âm đang có phân đâu mà nói ở trong đất nước này nước nào cũng quý hết, người nào cũng quý hết. Thôi ông ơi, ông làm nhiều làm chút nữa ông xá bỏ là tôi khái rồi. Dạ. Nên thì cái là mấy chuyện ngày trước đạo đời mình kia nó có hai mấy hai đạo vui quá. Dạ. Hay quá không cái này mình nói vậy cái câu này chú để hỏi anh em học đạo đó. Dạ. Ý của giáo lý của thầy tổ gì vậy đó. Dạ. Còn như mình bây giờ để nghiêm chỉnh lại chút xíu là nếu mình dâm đất mình theo những cái việc khác đó
thì coi như là ông Phật không có chịu. Ông này ông nói đành đừng có theo vậy. Giống chú hỏi cái này, ông hỏi những gì thì siêu lắm, người ta thích thực à, là qua cái nghĩ cái gì thì là phải. Dạ thưa bác hai, vì Nam Mô Di Đà Phật, dạ thưa bác hai, thì cái câu này có phải là cái câu diễn biến sắp tới đây thời cuộc không? À, ông Thánh nói là trời ơi, sau đó biến bay xe kia biến chạy tại ai xe ngần, đúng sau biến đổ giữa chừng, tư văn thập bát gặp ngần ngắn ngơn. Như vậy là có phải là cái cơ không bác hai? À, chú hỏi như vậy là chú đưa tôi lên để cho nó đụng hết à. À, ông làm giảm thứ ba thập quốc và những nơi cái vụ này mấy cơ này cơ quan trọng lắm cái chuyện về đất nước hỏi bà hai không dám nói luôn không dám nói đâu nói đó là chúng tôi hỏi ông biết chư ba thập quốc ở đâu không rồi nói vậy đi rồi bây giờ cái việc đại khái như thế này mà ông là chủ tịch nhà nước tướng thì sao là ông biết cái quốc phòng này mà ông nói gì dạ ông làm sao mà ông dám mà sách nói thì ông cứ để nó đi rồi nó sẽ tới chứ không phải là không. Yeah. Ông nói cơ thì người ta nói là cơ nhưng mà cơ tạo quá thì ông nói diễn đạt nó sẽ tới lần lần ta tới chưa tới mà ông đã tới gì như vậy đó bộ bất phòng à ông biết nữa ông giải trừ thử cái vụ này được sao thì cái về luật định. Yeah. Con người ở cũng trong. Như là cái nào mà bác hai giải thích được thì bác hai giải thích. À, bác hai giải thích không được thì bác hai không dám giải thích. Không, đụng chạm ha. Không cái này không dám đâu. Yeah. Vì sách đó nó bực siêu lẳng mà. Yeah. Người ta biết toàn khỏi ta mới nói cái câu đó. Này nó nói hỏi ngặt hỏi mấy câu có khó không ai rồi. Mấy cái câu không này dám trả lời luôn. Mấy cái câu này bị dốt ra bị rụng mũi chết luôn á. Ông giỏi ha. Chừng nào có vụ này ông ra còn không có rồi đó đi. Ngồi đâu biết nào ra luôn. Không biết gì đòi ra nữa. Nhưng mà cái này phải nói là ở trong đó đã đoán biết cái tạo hóa đã hiểu biết cái chu kỳ của cái luân hồi tạo hóa từ cổ kim đã có thượng trung hạ rồi xây dựng hết cái thời điểm nó quay lại y ra như vậy. Chú đâu phải là thần thánh gì đó thì chú hỏi mấy ông thần thánh còn chú hỏi tôi là chú thần thánh mới hỏi với tôi là bà mu là sao tôi nói biết vụ này dạ dạ nó coi là Phật dạ thưa chú hai thì tụi con tụi cháu đây thì sanh sau đó muộn thì nói chung thì tuổi đời còn rất trẻ thơ cho nên thì muốn nhờ cái sự hiểu biết của bác hai để chia sẻ để cho bà con cháu để sau này để học hỏi theo mà tu học á. À, có vậy hả? Chú hỏi này dễ trả lời quá vậy. Hỏi ông đầy kế bên nè, ông cũng trả lời được gì, cần gì phải tôi mà để cao tôi. Cháu thì không biết bác hai có thể là này giải thích được. Ông nói sau này đất nước mình nói cái đó là nó quá lớn ha. Đạo rất là nhiều. Dạ. Tránh có tà có nhưng mà tránh ra tà thái nghĩ ra việc này nó thao nhiều mối đạo giả dạ tu. Dạ. Nhưng mà tu một cái chân chánh thì ông nói là chân thật là không hư. Còn giả giáo gì đó thì là lý gì đó. Cho nên mình phải nghiên cứu kỹ lại cái câu đó là nó rất dễ có gì đâu. Bây giờ chú cứ tin tưởng là theo đạo pháp thì chú biết rồi thì ông thánh đó ông trời ông Phật dạy đó là chánh lý rồi cứ theo chú còn hỏi ai nữa mà hỏi người khác là nói lại có khi xê dịch đồ lại còn bị chắc nữa chứ đừng có nói mà yeah. Chú con thấy là từ lúc vô đầu tới giờ thì những cái lời của bác hai lý giải thì đối với con đó nha thì con thấy nó rất là có lý và nó thấy nó hợp lý và nó rất là nghe nó êm tai thì cho nên thì tụi cháu thì chỉ nghe ông thánh hoặc là kinh giảng gì đó thì nói người ta đọc thì mình nghe thôi chứ còn không biết cái nghĩa cho nên là thầy nói là tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo cho nên muốn cần là nhờ bác hai để giải nghĩa
trong mấy cái vị vị đó, rồi để cho con được hiểu biết, rồi mình cũng như là nhờ bác hai là giải ra rồi tụi con hành theo vậy đó. Ôi à, chú nói cái này rất là khiêm tốn, mà chú là đạo lý rất cao, chú mới nói câu này là ở trong Phật pháp coi như chú đã theo tôn giáo thì những tôn giáo về ông Phật trời thanh này rất là dạy kỹ, và cái đó là pháp cao thượng không, chú còn hỏi ở đâu ngoài nữa. Không có bằng dầu dầu cho chú có đạt được lý của ông thánh là ông Phật ông trời giáo lý của mình nói ăn, nhưng mà ông hành chưa được đâu, vì hành mới phải nữa à, chưa hành đúng đáo. đã có sẵn rồi, chú đi hỏi giám đi rồi chưa chắc ai hỏi được những cái câu này đâu, nhưng mà chú nhận định đó là quá siêu đẳng. Lúc nào cũng đi học đi ra, nhưng mà sự thật là ông trong bụng ông đầy nhất hết trời. trong từng thứ ông đầy hết trơn hết trời rồi là ông gõ á khó quá. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa bác hai, thì có một số sư huynh người ta nói là con người mình khỏi có tu ở đâu hết, là tu theo là bốn căn cũng như là mắt tay mũi miệng là lấy cái tâm diệt bốn đứa này, như vậy là sư huynh này nói có đúng không bác hai? Dạ rồi, chú hỏi câu này chuyện của người ta chú hiểu tôi phân đá. để chết thì tôi có ý nghĩ của tôi một chút xíu là chú cũng bỏ qua nè, gì là sư huynh nó hỏi chú sau đó thì cũng để yên lặng đi. Nếu nói cái này là cái căn pháp, nhưng mà căn pháp này ở nhân đạo chưa hẳn là rốt ráo lên cái giác ngộ đâu của Phật đâu. Ông nói bốn căn là đúng, nhưng mà từ cái nền tảng ở chỗ thấp này mình mới trừ lên chỗ cao đó. Nói cũng đúng chứ phải không phải là không, nhưng mà ở đây qua cái trường lớp rồi thì tất nhiên cái này là cơ bản thôi chứ không có dài nữa, vì cái cảnh này đương dụng tình thì chúng phải dụng tình, còn của Phật dụng là giác ngộ thì chỉ giác ngộ đâu có tình. Thấy nói gì cho suy nghĩ, nếu ở tình này là ở thế gian lục dục xác định bằng giận buồn vui thương ghét đúng không, còn ông Phật cũng có cái tình này, nhưng mà tình đại giác ngộ là thương hết, đâu có xài nó nữa, chỉ cho nó thôi, chỉ cho cái bực cái ở nhân thôi, nhưng mà cái nhân này nó có rồi thì phải có qua cái chứ bốn cái này làm gì không có, nhưng mà quá lớn rồi tới Phật lại nói việc này thì đâu có được, vì Phật đâu có nói cái vụ này, dạ chúng sanh mới nói thôi, còn Phật là đem nói cái này với ông Phật sao. Đó cho nên cái giác ngộ này, cái hiểu rõ này, tỉnh này đó thì ông đã nói là phàm nhân ở này mình tu là nhân cái gốc rễ, nhưng mà không có cái giảng dĩ tỷ thiệt thân ý về sắc sinh lương diệt phúc pháp này thì ở đâu là con người phạm tục, ở đâu là người khác, nếu phân tích á thì cái việc này là nói quá xa rồi, cao lắm, và chú đó nói rất đúng, nhưng mà đúng với cái chuyện nhân của chú thôi, cái quả như cái lành tốt thôi, còn cái bậc kia đó ta cha cần lưu ly ba đạo cha hộ pháp gì người ta nói ở tôi muốn gì khỏi đấy, đâu có cần vô đây. Dạ bác hai ơi, cũng là nhiều người muốn tu mà không biết cái thức tu sao, có thể là bác hai giải thích chỉ cái thức tu cho những người chưa có được tu và muốn được tu đó bác hai, có thể bác hai chỉ dạy giùm. Cái này không dám nói vậy đâu, có bực trưởng thượng này chú nói vậy thì tôi cũng nghe chú nói để mình theo ý riêng tư của ta. Dạ. Con người của mình sinh ra là cha mà mẹ âm dương cấu tạo, nghĩa là ở trong cơ thể mình là chỗ này là cái đại đúng nè. Dạ. Kết tụ trong cơ thể mình nó đã từ cái chỗ này là nó sinh ra, từ cha mẹ mình sinh ra mình thì do cái này đây nó hấp thụ ra, thì mình phải hiểu rõ từ cái chỗ này mình mới nhận định ra tất cả những cái mà Phật nói đó. Yeah. Đã nói là giác biết đó. Yeah, giác biết. Cái sâu thẳm của con người là tu ở cái chỗ này thì tạo hóa thì ông chỉ là ở trên ở trời cao tròn hay gì dưới đất về vuông vặn vặt gì đó. Yeah. Chỉ ở xung quanh là thế gian ở ba cái cấp vậy đó,
nhưng mà muốn là anh tu thì anh cảnh tài thì cái con người ông phải tu trước hết là chân, anh có nhân mới có quả, mà quả lành là quả tốt, mà quả xấu gì thì cái nhân này ông do câu đà làm nhiều thì nhất thiết tiền làm chánh, ông rõ đó, ao rõ đó. Chơi chú không có tu vào cái chuyện thương yêu quý trọng cái niềm nợ nó phát chính tay thì ông làm sao có nó thật chát được. Như là mình tu cái nhân trước ha bác hai. Cái nhân cái nhân là cái cốt lõi của người, nhân là sao, nhân là phải biết. Dạ. Phải biết hiểu rõ cái này quý, cái kia phải, cái này gian, cái này định chung gì đó gồm ở trong ông Phật tâm phổ biến trong cái pháp. Dạ. Vậy là mình đắc được, tất nhiên mình đã thông rồi, tính cùng thiên lý thông cơ đạo. Để ông hiểu trong cơ người pháp này thì ông biết cái này là cái việc ông phải có là vì vì chú có cần gì với ai nữa, nhưng mà chú chưa có khai mở, chú hỏi vậy là chú suy nghĩ ra mình do đâu mà tu thì có người đó, không có con người đó gì đâu. Con người này là tạo quá chánh đời là nó vì cái chỗ nào mình ra con người thì nói cái này là siêu bản rồi, cái không rồi mình nó có cái có đó. Ông hỏi cái này leo hơi mà nó tuốt lên chị. Dạ cháu không biết rồi, cháu hỏi mà cái mà chú rành chứ hỏi cái câu này người ta khó trả lời. Bây giờ ta chỉ là vượt bậc theo cái bánh thang cao thôi. Dạ. Nhưng mà cái đà này ở đây ông không có cái nền tảng gì đó thì tất nhiên ông lên rồi nửa chừng rồi phải chết thì nó không có dính miếng đâu. Thì chữ nhân này là nó có đi đôi với chữ nhẫn không bác hai? Cái nhân này ta hỏi gì bây giờ, nhân là gì? Dạ. Nhân là con người. Dạ. Và con người nó có cái gì? Có đầu mình tay chân tứ tượng thanh tác quá trời khôn, là nói cái việc đó, từ cái chỗ này mà tạo ra cho nên mình không hiểu là cái việc đó. Ông Phật mới giác chỉ cái điểm gấp của mình. Dạ, nhân mình là có cái tứ chi đó bác hai. Đó rồi bây giờ bốn hướng tây đông nam bắc là cũng phân ra để phân biến cho mình biết là sao này mình sẽ hòa đồng và tạo hóa. Rồi tôi hỏi gì chứ người ta chết thì sao? Thì cái thanh tịnh ông hòa lẫn vô cái không gian này nè. Yeah. Đã yên lặng đâu có gì nữa mà ông không nói là không. Mà không học cái này là sao ông biết là nửa thanh tịnh là đi vô chỗ thanh tịnh. Yeah. Nên nếu ông không có biết cái chỗ thanh tịnh này thì làm sao ông biết được cái là vọng động mà mê trần hay là thoát mục. Thì cái này do vô cái chỗ nhân của ông rồi, rồi cái việc mà cái hành cái lý cho nên có quả nào chẳng sai đó. Nếu mình định thiện thì đi được thiện, mà mình biết cái này sau này nó sẽ diễn biến vậy rồi mình nắm chặt cho mình có gì đâu mà phải không tu, phải tu là tu mình trước. Dạ. Tu mình trước, ông Phật chỉ cho mình mày phải tu, nếu hành pháp mày hay quá mà mày không hành theo thì có gì đâu mà hay. Dạ. Ông hỏi cái này ông tự xét, ông muốn làm con người thì ông là cái bậc siêu ẩn đó. Nhưng mà ông hỏi người ta rồi người ta nói được, của ông là nó khác rồi, của ta khác. Dạ. Nhưng mà nó cũng một thể. Dạ, kia là mình chia sẻ lên này là cho mọi người được biết đó bác hai. Thì cái này ông còn đến toàn cảnh trong đất nước Việt Nam mình, năm châu bốn biển tất cả đều là con quý trọng nhất. Dạ. Con người là nó có đầy đủ là từ cả cái đất, từ đất đến cao nó diễn biến tất cả có hết, nhưng mà chẳng qua gì mình chưa có để ý tới. Giờ mình cho là thật hay, sự thật là không hay hơn ai chú hay hơn ai, nhưng mà chú không để ý. Hẳn để ý mình có mà. Yeah. Nhưng mà ông Phật không thương quá, mấy lâu nay tôi diễn cái chiêu hay gì đó hay là mình phải vô bên trên thành thành trên sắc vậy, người hai duyên sanh thì nó cấu tạo ra gì gì trong cái lẫn vẫn này mà mình đã có mà mình không biết khai từ mình cho là hay thì ông Phật nói đúng rồi, dễ gì mình được bậc giác ngộ mà nói cái điểm rõ cái tâm tích của mình thì gì là con người là nhân, cái nhân chi sơ tánh tốt thiện. Yeah. Sách ông nói là cái đó là hồ sơ tốt đẹp thứ một. Đòi rồi mà lớn lên tập điểm đâu danh ra cái mình viên biết đó thì Phật đã chỉ rồi.
đó cho nhân tạo nhân là chánh giáo. Cả chồng bà nói cái chánh giáo về trong đó tiên thánh mà mình hết làm rồi đạo nhân cũng là thánh hay thế. Nhân thiện là phải nhân giá, hành thiện, hạ thiện với ác, hai cái này là nước với lửa thôi. Nên nếu ông Phật bây giờ dạy mình là cái thiện đứng đầu, bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã, nhưng mà ông đã biết rồi thì cái thiện này ông là cốt lõi của con người đó. Đi đi đến đâu ta cũng sai vậy. Vì trong sách vở nói trong đó có bị tinh thiện, và ông hỏi về cái thiện là chỉ thì ông thánh chỉ. Cái thiện với ác, nếu ông làm được cái thiện này thì kiếm được toàn thiện cái gì đó. Rồi rồi ông hỏi tôi không biết nha, tôi nói gì có chúng không vậy. Nó nói là chú nữa, chú nghiên cứu là bỏ đi ra, đừng có để lại cái tôi nói đó là thừa. Ở gì cũng Phật biết hết rồi, và cả chú cũng biết thừa hết rồi. Là tôi đồ lại ý của tôi vậy đó. Nên nếu bây giờ trong cái thế gian này, nếu con người là thiện, bởi vì đầu thai làm con người là hơn các loài vật nè, thì cái đó là mình hỷ xả, vậy là mình thể hiện của giác, của từ bi rồi. Là phải giải từ bi rồi. Đang nói nhiều quá mà. Cái này thì mình để đi chơi. Còn cái cây mình đi lại chỗ đại khái là cho nó tỏ ra là nghiêm trang, mình giữ cái con người vậy đó thì mình kính trọng, mình đi cây khác. Thì nó đâu có một cây đâu. Cái non lá đó của bác Hai hả? Cái non lá này gì để chi? Thì ông nó che nắng che mưa, cái phương tiện mà đó thì mình cũng có rồi chơi. Ông thấy không? Cũng để sẵn chờ nha, non lá để che nắng che mưa. Cái này là cái việc mà ông nói.